Đây trên tay tôi là bộ thước khung hiển thị số Gamma của Đài Loan. Vâng, đây bộ thước khung hiển thị số của máy phay. Rất nhiều kích thước. Từ 250, 450, 600, F1. Chân cắm TTL đáp 3 mét. Công ty cổ phần máy và thiết bị HD Việt Nam, đại diện phân phối của hãng Gamma, thương hiệu thước hiển thị số của Đài Loan tại Việt Nam. Hàng luôn luôn có sẵn. Chúng tôi hỗ trợ lắp đặt. Đây. Trên tay tôi là màn, đây là màn 2. Kẹp 3.000, độ phân giải 50.000, chuyên dụng cho máy điện máy phay. Ngoài hãng Gamma, chúng tôi còn có hãng Sterling, Zenith.